Ngày 4 tháng 9, camera nhà dân đã ghi lại cảnh hai người đàn ông và một phụ nữ đi xe máy đặt bẫy bắt mèo của người dân trên quốc lộ 1 vào rạng sáng. Vụ việc xảy ra trên địa bàn phường 10, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, vào khoảng 0 giờ 47 phút ngày 4 tháng 9, một người đàn ông mặc áo sơ mi, quần sọt, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, điều khiển xe máy hiệu Waze màu xanh, biển số 63B969556. Đến trước một nhà dân trên quốc lộ 1, đoạn ngay vòng xoay Trung Lương, đoạn thuộc phường 10, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, đặt bẫy bắt mèo, sau đó điều khiển xe bỏ đi. Đến khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, người đàn ông này quay trở lại bắt một con mèo dính bẫy cùng với một người phụ nữ tóc vàng và một người đàn ông khác đi xe máy, đậu xe dưới đường để cảnh giới. Sau khi bắt mèo bỏ vào bao thì ba người này lên xe bỏ đi. Trước đó vào rạng sáng ngày đầu tháng 6, đội hỗ trợ an toàn giao thông SOS 113 Cai Lậy đã bắt được một người đàn ông cũng đi xe máy có hình dạng giống người đàn ông đặt bẫy bắt trộm mèo ở vòng xoay Trung Lương, đang đặt bẫy bắt mèo dọc quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang. Kiểm tra túi xách trên xe của người đàn ông này thì phát hiện nhiều bẫy mèo và nhiều con mèo còn sống và chết được đựng trong bao lưới. Tại công an phường Nhị Mỹ, người đàn ông khai đang trên đường đi đặt bẫy, bắt mèo thì bị đội hỗ trợ an toàn giao thông SOS 113 Cai Lậy bắt giữ, chuyển giao cơ quan công an. Nhiều người dân sống ven quốc lộ 1 cho biết, thời gian gần đây, mèo nuôi ở nhà thường xuyên bị mất, không rõ nguyên nhân.